Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường rà soát người về từ các tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 cao. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn không rác thải mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã khiến 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh. Riêng tại các doanh nghiệp phía Nam, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc hiện mới chỉ đạt khoảng từ 60 đến 70% so với nhu cầu của doanh nghiệp. Theo rà soát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động, trong đó tỷ lệ thiếu hụt lao động của ngành điện tử là hơn 55%, da giày là gần 52%, may là gần 50%. Để khôi phục thị trường lao động khi dịch bệnh được kiểm soát, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng hai phương án nhằm huy động học sinh sinh viên tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, việc thu hút người lao động quay trở lại làm việc là bài toán của chính sách. Để doanh nghiệp khôi phục sản xuất cần phải có chính sách dành cho lao động nhập cư, chính sách xã hội và an sinh xã hội, y tế phòng chống dịch và thích ứng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường rà soát người về từ các tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 cao. Yêu cầu này được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và địa bàn dịch cấp độ 3-4. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế. Đồng thời các địa phương chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động, tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại điều trị phù hợp kịp thời hiệu quả. Khẩn trương có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Công điện của Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các sở ngành địa phương về việc hoàn thiện phương án thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện tuyến huyện. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương thành lập các đoàn công tác thực hiện kiểm tra đánh giá toàn diện về thực trạng, năng lực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 của các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các bệnh viện huy động các nguồn lực, bổ sung kịp thời các điều kiện cần thiết, hoàn chỉnh phương án để triển khai thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, khẩn trương hoàn thiện phương án thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện năng lực thực tế của các cơ sở y tế, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29 tháng 10 năm 2021. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện lập phương án chi tiết để cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế tuyến huyện. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan bổ sung kịp thời các điều kiện cần thiết, hoàn chỉnh phương án để triển khai thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cung cấp oxy y tế tại các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bùng phát và thiết lập trạm y tế lưu động theo quyết định của Bộ Y tế. Ngày 24 tháng 10, cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, vừa chăm sóc điều trị cho bệnh nhân thông thường, Bệnh viện Ung bướu đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 sử dụng một phần cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của Bệnh viện Ung bướu tỉnh với quy mô 200 giường bệnh. Cơ sở này có cổng vào lối đi, khu vực đón tiếp, khu vực điều trị riêng, hoàn toàn tách biệt với các khoa, khu chức năng khác của bệnh viện. Sau 4 ngày đi vào hoạt động, cơ sở đã tiếp nhận gần 70 bệnh nhân và một số trường hợp F1 là người nhà bệnh nhân. Để an toàn cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh thông thường, từ ngày 24 tháng 10, Bệnh viện Ung bướu đã tăng cường nhân lực, làm nhiệm vụ đón tiếp, kiểm tra sức khỏe, phân luồng. Những người có yếu tố dịch tễ hoặc có triệu chứng ho sốt sẽ được cách ly kịp thời,
xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và bố trí điều trị tại khu vực riêng. Các cái quản lý y tế phòng dịch đó, tôi thấy họ làm cũng yên tâm. Có cũng được tuyên truyền rồi đeo khẩu trang rồi sát khuẩn tay rồi ngồi cách 2 mét điều trị ở đây vẫn gần gũi đỡ vất vả hơn. Hàng ngày bệnh viện đã đầy giờ làm việc buổi sáng sớm hơn 1 tiếng so với quy định để hạn chế việc bệnh nhân tập trung đông tại một thời điểm. Các khu vực khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh được bố trí giãn cách. Đối với bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh viện quy định chỉ được một người chăm nuôi. Nguồn nhân lực thì bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng 3-4 kíp. Mỗi kíp thì là gồm có 18 bác sĩ và điều dưỡng, kỹ thuật viên, kế toán và các cái đối tượng kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo được cái hoạt động của cái đơn nguyên điều trị đấy là độc lập, không ảnh hưởng đến hoạt động khác. Hiện nay, Bệnh viện Ung Bướu đang điều trị nội trú cho hơn 700 bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã đề xuất với ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh quan tâm sớm bố trí vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng bệnh nhân ung bướu để góp phần bảo vệ bệnh nhân tốt hơn. Tiếp tục chương trình Thanh Hóa ngày mới sẽ là những thông tin kinh tế. Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt thời điểm cuối năm. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và mặt hàng là vật tư trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện chính sách, quy định của pháp luật còn bất cập, sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Liên quan đến đề xuất tiếp tục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng việc ban hành các quy định như trong dự thảo là biện pháp can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VCCI cho rằng một trong các yếu tố quan trọng quyết định tình trạng này là nhu cầu thị trường. Về cơ bản không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng diện rộng hoặc cục bộ trên thị trường hoặc ép hàng làm giá như năm 2020. Năng lực sản xuất khẩu trang y tế của Việt Nam cũng được đảm bảo. Theo số liệu thống kê sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 9 là 8.669 chiếc, tương ứng đạt 197 triệu đô la Mỹ. Số lượng ô tô nhập khẩu giảm hơn 1.500 chiếc, tương ứng giảm gần 15% so với tháng trước đó. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 tuần Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại hoạt động kinh tế, đến nay đã có hơn 150.000 người lao động ở các tỉnh thành quay lại thành phố làm việc. Qua đó, nâng tổng số lao động làm việc tại 1.400 doanh nghiệp đang khởi động lại là trên 210.000 người. Theo dự báo, 3 tháng cuối năm nay, thành phố cần thêm khoảng 60.000 lao động. Và trong quý 1 năm 2022, cần khoảng 120.000 đến 140.000 lao động. Người lao động có thể trở lại thành phố làm việc theo lời mời từ công ty cũ hoặc tìm kiếm việc làm mới. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 127 doanh nghiệp, trung tâm tiếp nhận và giới thiệu việc làm sẽ tư vấn hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm phù hợp, đào tạo và tái hòa nhập công việc sau thời gian dài giãn cách. Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn không rác thải không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân mà còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo ra các nông sản an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Gia đình anh Trần Văn Thảo, chị Nguyễn Thị Hoan tại thôn Én Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương là những người đã xây dựng thành công mô hình này. Sau nhiều năm sinh sống tại châu Âu, anh Trần Văn Thảo, chị Nguyễn Thị Hoan quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Đầu năm 2019, hai vợ chồng đấu thầu gần 2 hectare đất tại thôn Én Giang, xã Quảng Hợp để xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ tuần hoàn không rác thải. Tôi muốn hướng tới một nông nghiệp hữu cơ không chất thải, tuần hoàn khép kín. Nên mang lại lợi ích cho tất cả cho gia đình, thứ nhất là gia đình và thứ hai là cho người dân tiêu thụ.
Để tự túc nguồn phân bón cho cây trồng, vợ chồng chị Hoan xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi gà, lợn và đào ao thả cá. Phần lớn thức ăn cho gà, lợn, cá là các phụ phẩm rau củ quả trong vườn. Chất thải của vật nuôi được đẩy xuống hệ thống bể kiên cố, trộn thêm các loại men vi sinh. Phân hoai mục trở thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ cho cây trồng trong trang trại. Bên cạnh phần gia súc, gia cầm, trang trại Thảo Hiền xây dựng mô hình nuôi giun quế với diện tích khu nuôi lên đến 150m2, được chia thành nhiều ô. Thức ăn cho giun cũng được tận dụng từ chính các phụ phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp tại trang trại. Giun thịt được sử dụng làm thức ăn cho gà, vịt hoặc chế thành dịch giun. Phân giun và dịch giun là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cây trồng. Nhờ hoạt động theo cách thức này, quy trình sản xuất của trang trại tuần hoàn khép kín và không để chất thải ra môi trường. Mô hình này của tôi thì nói về an toàn thì tuyệt đối an toàn cho người dân, tại vì là đúng theo mô hình hữu cơ khép kín ăn thực phẩm an toàn. Sản xuất ra rau nhà tôi giờ, bây giờ là tôi có thể lấy ví dụ luôn, bây giờ người dân lấy đến nhà tôi lấy rau là tôi có để một tuần không bao giờ bị hỏng. Tại vì là không có chất vô cơ vào nhiều và hoàn toàn bằng hữu cơ. Nên là rau đảm bảo cho người dân và an toàn cho người tiêu dùng. Thời gian gần đây, để mở rộng hoạt động sản xuất, tăng thêm thu nhập, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoan còn nuôi thêm ốc nhồi. Cũng bằng phương pháp hữu cơ tuần hoàn, trang trại Thảo Hiền bước đầu hoạt động hiệu quả, giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hoan, anh Trần Văn Thảo ổn định kinh tế, nuôi con cái ăn học. Với mô hình sản xuất hữu cơ tuần hoàn không rác thải, các sản phẩm của trang trại không chỉ thơm ngon mà còn an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, ngày càng được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 đã khiến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có. Báo Nhân dân cho rằng vấn đề quan trọng lúc này là phải vực dậy lực lượng doanh nghiệp. Tờ báo phân tích, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh tái cấu trúc để khắc phục những hạn chế nội tại, thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi và tăng khả năng phục hồi. Đồng hành với doanh nghiệp, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bị tác động bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, để vực dậy lực lượng doanh nghiệp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần chọn tọa độ ưu tiên để hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm. Đó có thể là một số chuỗi sản xuất quan trọng, những trung tâm tăng trưởng có vai trò quyết định đối với phục hồi kinh tế hoặc một số doanh nghiệp có sứ mệnh quốc gia, doanh nghiệp lớn mà sự phục hồi của doanh nghiệp đó có thể kéo theo cả chuỗi liên quan. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã biến đổi sâu sắc kinh tế thế giới, chuyển mạnh từ nền kinh tế vật thể sang nền kinh tế số. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc sau đại dịch vừa qua đều nhờ vào định hướng công nghệ cao và kinh tế số rất mạnh. Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam phải giáo diết chuẩn bị năng lực cho kinh tế số nếu không muốn bị lỡ nhịp. Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam tăng thấp trong 9 tháng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là dòng vốn vẫn hướng vào những ngành quan trọng với chất lượng cao. Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam đã thu hút 22,15 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng trưởng thấp. Theo các chuyên gia kinh tế, việc giãn cách xã hội làm đình trệ sản xuất ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, một số đơn hàng phải chuyển sang các địa bàn khác trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia phát triển đang dần chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, trong 18 ngành kinh tế được các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thì công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn hơn 11,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53,4% tổng vốn đăng ký. Trong thời gian tới, Việt Nam vẫn tiếp tục kiên trì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến gắn với chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Lo ngại về dịch COVID-19 có thể lan rộng, báo Kinh tế Đô thị cho biết, sau 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cộng đồng tăng cao, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Tính đến nay, hầu hết các địa phương trên cả nước đều có người từ vùng dịch trở về địa phương, trong đó hơn 1.000 người xét nghiệm dương tính với virus COVID-19. Nguy cơ bùng phát dịch từ người di cư về địa phương là rất cao nếu không làm tốt công tác kiểm soát cách ly. Và trên thực tế, chúng ta đã có nhiều bài học về lây lan dịch ra cộng đồng từ người về từ vùng dịch.
Dự báo trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong bối cảnh vaccine chưa kịp phủ sâu rộng. Do đó, chuyên gia dịch tễ khuyến cáo các tỉnh thành có nguy cơ cao cần chủ động giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch về bằng xét nghiệm, kể cả người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây là biện pháp thận trọng để ngăn chặn dịch bùng phát. Trong bối cảnh mở cửa sống chung với dịch, dự báo số ca F0 trong cộng đồng có thể gia tăng ở một số địa phương. Xung quanh vấn đề này, báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết với nhan đề "Sau nghị quyết 128, chữa trị F0 có gì khác?". Tờ báo dẫn chứng cụ thể về việc ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình xin ý kiến ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng. Theo đó, với một F0 điều trị tại nhà sẽ được thăm khám, đánh giá dấu hiệu suy hô hấp để chuyển vào bệnh viện nếu bệnh nặng. Còn với người bệnh không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly điều trị tại nhà. Trong thời gian cách ly, nếu phát hiện thêm F0 cùng hộ thì những người còn lại trong hộ cũng không bị tính thêm thời gian cách ly. Tờ báo cũng cho rằng tâm thế và cách ứng xử với các F0 cũng sẽ rất khác khi các địa phương đã có căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần triển khai thực hiện lập chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại ga Thanh Hóa, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch đối với hành khách đi và về tại ga, cũng như việc thực hiện nghiêm quy định trong hoạt động vận tải hành khách, đảm bảo thích ứng an toàn trong điều kiện mới. Ngay sau khi ngành đường sắt hoạt động trở lại, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thành lập tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại ga Thanh Hóa. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2021, chốt kiểm soát bao gồm đại diện công an thành phố Thanh Hóa, cán bộ các sở, ngành, đơn vị giao thông vận tải, chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn, ga Thanh Hóa, trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa, được chia làm 2 ca thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách đi đến các nhà ga để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Kịp thời phân luồng hành khách đến các nhà ga, trong đó cần xác định rõ hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân, hành khách đi các tỉnh, thành phố khác. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ xe taxi và vận chuyển hành khách đảm bảo đúng quy định như quần áo bảo hộ, khẩu trang, mang chắn trên xe và tuân thủ nghiêm các quy định khi ra vào ga đón trả khách. Sau hơn 2 tuần triển khai thực hiện, về cơ bản hành khách đi tàu đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Chúng tôi đã đón được 583 lượt công dân từ các địa bàn có dịch về địa phương trên 18 chuyến tàu, gồm có là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Nội. Thì cơ bản là tất cả các công dân trở về thì đều được đón tiếp rất là chú đáo, làm đầy đủ các cái thủ tục theo quy định. Chúng tôi cũng chưa có phát hiện xử lý cái trường hợp vi phạm nào. Về phía ga Thanh Hóa đã kịp thời làm tốt công tác hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị giúp tổ công tác liên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn tới các khu vực trong nhà ga, hướng dẫn phân luồng cho hành khách biết quy định khi đi và về ga Thanh Hóa. Qua công tác hoạt động thì ga Thanh Hóa tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị và các cái vật dụng để đảm bảo hoạt động của tốt, từ việc cung cấp danh sách hành khách lên xuống tàu có địa chỉ nơi đi đến rõ ràng, đến việc bố trí các phòng làm việc và đặc biệt là cái việc giải quyết các cái tình huống cùng với tổ chức liên ngành bố trí người tạm thời chưa về địa phương được các cái khu lưu trú an toàn và phòng cách ly nếu trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trong cái giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại ga Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch đối với hành khách đi tàu. Bên cạnh đó, đề nghị mỗi hành khách đi và về ga Thanh Hóa cần tự giác tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.